cây mù u ha các bạn, cây mù u chặt 8 ha. Hôm nay là mình vừa mới bắn hai cây hai trái trứng cá nha các bạn. Đây, cây mù u chặt 8. Cảm ơn các bạn đã xem video nha. Nhớ đăng ký để xem nhiều mẫu ná hơn nha. Cảm ơn các bạn.